Chào mọi người, chào lại kênh Hợp nha. Hôm nay mình ba mình đi chạy cá, đi cá cá nha mọi người. Hôm nay mình với ba mới đi kiếm được một cái đồng này cũng cũ chúng có lại nha mọi người. Đây, dành về cho mọi người xem nha. Đồng này cũng chuẩn bị cắt luôn rồi. Đây, được cái đường kinh này nó cạn cạn nè mọi người. Thì bên ba mình xuống xuống một là chài, hai là tát nha. Dạ. Rồi, giờ sẽ đi dài đắng theo ba mình nha mọi người. Nước giờ cạn lắm luôn, cá giờ nó ra quá trời luôn nè. Rồi nó vô hang mọi người, có gì hồi mình thục hang cá luôn nha. Đó, mình sẽ giải đây coi có cá gô bự nha mọi người. Cạn quá cạn à. Đó. Có cá, đây coi có cá gì đây mọi người. Giờ chạy ngang qua đó mọi người, xong cái mình nè trên kia lùa xuống, lùa cá xuống cái dạ rồi giờ ba mình nói sẽ mò dài xuống nha mọi người, mò cho cá nó chạy vào cái lưới này và bắt cá thôi. Giờ nước cạn rồi, cá thì cũng dễ bắt nhưng mà phải đuổi nó mới vô lưới mới bắt được, chứ giờ chài là cũng khó, mà tát thì cũng không được luôn. Có cá tung tung cái lưới luôn mọi người ha, cái lưới rung rinh rung rinh. Trời, có đâu con cá chứ. Hừ. Cùng gần lưới cho em kìa. Rồi, giờ sẽ kéo cái lưới lên coi coi có cá nhiều nha mọi người. Gì đây, cá rô phi quá trời luôn kìa, xịn không. Wow, cá rô phi bự có nhỏ khó luôn. Quá trời luôn. Quá nhiều luôn. Đây. Được một con cá rô phi. Đây. Giữ cái thùng luôn. Rồi. Cái quý quá trời luôn.
Cái này cá nhỏ quá, mình về ăn mình thả cho mọi người. Thả về nuôi. Cá rô thả. Kìa trời. Còn mấy cá rô phi nào bự bự quá mình để vô cái lưới đó nha. Đây đây, hồi đèn mấy cá nhỏ về cho nó béo chừng quá. Quá mê luôn. Quá trời cá. Rồi giờ đi xích xích vô trong nó coi coi chỗ nào càng càng ha, nó nhiều nước mọi người, chài chài dính cá hay là tát cá nha mọi người. Tiếp tục luôn mấy con cá mà quá trời cá rồi. Quá mê luôn. Rồi tiếp tục thôi, rồi mình sẽ chài ra dính cá nha mọi người. Chạy theo cái kênh luôn. Rồi cái đầu rồi. Có không đây? Kìa, nó ghê 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 đây kìa. Cá rô. Cá nhỏ nhỏ không mọi người. Rồi, cá đầu kiến nữa kìa. Quá khứ cá đầu kiến luôn. Quá khứ luôn. Cái gô. Nhóc chờ. Ốc chờ cá. Cái đầu kiến nữa kìa. Họ cái đầu kiến tí xíu luôn. Mấy cái nhỏ nhỏ thả lại hết rồi. Không có nuôi mấy con đó. Quá mê luôn. Mấy cái kiến bự như vậy sao chưa? Bỏ luôn. Wow, trời ơi, cá trắng rồi, cá chú phi, chú vô, bỏ nhảy rồi. Có mê. Con cá rô này cũng bự bự nè. Cá ngầm. Con cá tam giác. Quá trời cá rô luôn. Quá trời ốc luôn. Thùng luôn. Hai cái này thả lại. Rồi, cùng hai cái nhỏ nhỏ này thả lên hết luôn. Rồi. Rồi giờ đi dài ra nha mọi người. Nước giờ đang chảy xuống rồi nè. Cũng khó mà thả cái hàng cái mọi người. Một cái mà phải đỡ nó nguy hiểm đó nha. An toàn là trên hết. Nhiều không ba? Trời ơi, có cá chốt nữa. Kìa. Ôi ơi, cá chốt. Cá đầu kiến.
em lấy cái thùng lại. Đây. Đây mọi người, chốt nè. Đâm một cái là tới giáo luôn á. Con cá rô. Cá rô con. Yeah, đây. Mới chạy thêm cái nữa, được cái phi bự nè. Phi bự bàn tay nha mọi người. Đó. Mấy cái phi nào bự quá mình để qua trong cái túi này mọi người. Còn mấy cái nhỏ mình để bên đây hồi mình giờ mình thả ra mình nuôi. Còn trên khoảng trên kia mọi người, nó bơi nó quần quần trên kia kìa. Nãy giờ nó trong hang bao xuống quậy quậy cái nó chui ra. Quậy trong hang cái nó chui ra nhóc kìa. Bạn tay luôn nha. Thả cho nó lớn lớn lần sau vô bắt nữa. Kìa kìa, nó bơi xuống kìa, nó bơi xuống kìa. Đó, nó bơi ngược xuống trời. Bơi. Bơi giỡn giỡn nước luôn. Giờ có cái cây tre cho quay ngay ai đó sao chạy chưa. Chạy giỡn nước luôn. Các bạn mình đi kiếm chỗ muốn chạy nha mọi người. Nó về chạy xuống đây thêm cái nữa nha. Con cậu có muốn cái ngang đó. Ngang cậu có muốn luôn. Đó. Quá trời luôn kìa. Đó. Vô cái bự rồi, vô cái bự rồi. Đó. Hai ba con luôn. Thôi. Quá mê rồi. Đó. Mất cây rồi. Trời ơi. Ui. Quá mê, quá mê luôn. Trời ơi. Cây không à. Trời ơi. Cá kìa. Đấu luôn nha coi. Quá là cá luôn. Cá này bự hơn cá nãy nữa. Kìa. Mê luôn. Thả ra lọc kiến. Rồi rồi. Bạch tiên luôn. Đây. Đây có. Chà bá luôn. Đó. Quá mê, quá mê. Hai con chà bá luôn. Rồi. Đi chạy thấy dễ ăn quá ta. Thấy vô nào có cá nhiều cái chạy xuống cái nha. Dính cây không. Đó. Đó. Cây là có cá. Có cây là có cá. Ôi ôi, đặt nghẹt luôn rồi. Họ bắt nó qua lưới con kia chứ. Nó bắt qua túi lưới rồi xỉu mấy cá nhỏ. Đó. Còn cá nữa. Nửa xô à. Nửa xô thì cái gì? Tại nãy giờ mình bắt mấy cá bự bên kia chưa mày. Đi xô nó thì mau đầy xô lắm. Đó.
quá mê luôn. Còn nữa gì đâu mà sao nhảy dư. Thì ba mình sẽ xuống đây giả dài cho ngay mùa. Chỗ này có nước sâu sâu nè. Cái gì bên dưới vậy? Cây quá cây mọi người. Thôi. Cây với ba quá trời luôn. Là chỉ dính chay nữa rồi. Có không đây? Ui, con cá gì bự lắm, bự lắm, bự lắm. Con cá gì bự lắm. Trời ơi. Quá trời trái rô phi luôn rồi kìa. Mê luôn. Nguyên nhánh trà luôn. Trời ơi. Quá trời mê luôn. Cái này chỗ lên cá chạy ra. Cá này quá. Đó, một con cá rô phi bự nữa. Đủ được bới cơm chiều đó. Được con còn nữa. Con tác mà giả chạy cho nó khỏe. Tác này nước chảy ra quá trời. Lúc trên kia chảy ra mọi người. Cá rô phi nhỏ thì mình thả mình nuôi. Rồi còn ốc không à? Đó cá rô nữa. Trời ơi. Quá mê luôn. Có cá sặc nữa kìa. Trời nãy giờ mới có được con cá sặc à. Đó, con cá sặc. Quá hay. Kìa nó còn chạy dần 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 với nó kìa. Thục sinh luôn. Rồi giờ mình lựa cá bự qua cho cái túi lưới nó cho mọi người, xong cái là ba mình chuẩn bị chạy thêm cái nữa. Này được mới cá bự rồi. Đang chạy dài ra ba thấy con cá nha mọi người. Giờ sẽ lại coi chạy bắt con cá rất bự không nha. Nay hai tí con hoành hành cái cống này cho nó hết cá luôn. Thôi cò kìa. Đây. Trời ơi, chín cây luôn. Thôi. Lại xem như nào nè. Gom hết nguyên cái đống cây luôn, nguyên cái đường nước luôn. Lên trên bờ luôn. Đó. Con cá gì đây, bự không đây? Còn bánh kem bên kia. Trời, dính ngay dính cây bành chi luôn. Cây hay chưa?
Cây rồi cá nữa, trời ơi nghe mê quá ta. Đó. Chạy mà không thấy con cá nào chạy cho chắc vô lưới hết vậy gì. Cái nhỏ nhỏ lọt chài. Kéo lên đây. Đó đó kìa kìa, cái gì đây, cái gì đây, dữ đó, trời ơi cá thâu kìa, quá trời luôn. Ôi quá trời luôn, cá rô phi. Mê 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 luôn. Và thằng chồng mát đã gỡ cá thành quả của tía chài nè, mấy cá con nè, mấy cái này là mình chỉ mình thả mình nuôi cho mọi người, mấy cái này chỉ thả nuôi nè, còn đây là mình lựa nãy giờ mấy cá bự hết nè, đây nó bọc luôn. Túi cá luôn, quá mê. Đây, cá bự cho thấy qua đây còn còn để vô cái túi lưới luôn. Ôi. Quá trời cá luôn rồi kìa. Ốc nữa. Mê ly. Cá rô phi không mọi người ơi, chày không biết cá lóc hả ta, cá lóc chuối vậy thôi. Lóc chuối hết dễ gì đó. Ồ, cá bự nè. Đó hồi gỗ nhảy ra khỏi gỗ luôn. Bạn tay bạn cá luôn, còn mấy cá này bự bự không khủng khủng rồi. Này hai tí con đi hoành hành hết nguyên cái đường nước luôn, hết nóng luôn, dưới kia chạy thẳng trên kia luôn, đi cho hết cái đường nước luôn. Dạ 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 rồi, để đi tập cho mọi người, mới đi chài được mấy cá cho mọi người. Trời ơi cá kìa, cá này cá bự không nha. Rồi quá mê. Cá bự 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 không? Trời ơi, cá nó bự kìa. Trời ơi, cá nó bự. Hai ba con luôn. Cá nhảy dưới ruộng. Ôi. Nước chè có cá quá trời cá luôn, lúc con chi chạy gần tới đầu ngoài đường rồi. Quá mê luôn, chạy xíu là về là đủ ăn liền. Cha con nãy giờ làm được như đây mọi người, đây mới cá rô phi với đây thùng cá nhỏ mọi người, rồi giờ mình xin được cái video đây mọi người, hãy ủng hộ kênh mình nếu có được nhiều theo xong xem nha mọi người, bấm đăng ký kênh để cha con mình ra nhiều video đặc sắc như mọi người, ba mọi người nha.